Theo hãng nghiên cứu thị trường Wayfair Research công bố kết quả khảo sát ở 8 quốc gia vào năm 2019, ghi nhận khoảng 37% người trẻ Việt bị mất ngủ. Tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ gây suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ trầm cảm, thậm chí là đột quỵ do mất ngủ kéo dài ở người già. Vậy dấu hiệu và cách điều trị mất ngủ như thế nào? Xin chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Châu Bảo Đính. Tôi đang công tác tại khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị khán giả về chủ đề mất ngủ. Mất ngủ là một trong các cái rối loạn giấc ngủ thường gặp. Khoảng 2/3 dân số chung thì đều trải qua ít nhất một lần mất ngủ trong đời. Theo định nghĩa của phân loại quốc tế về rối loạn giấc ngủ thì mất ngủ được đặc trưng bởi các cái nhóm triệu chứng, đó là triệu chứng ban ngày và triệu chứng ban đêm. Các cái triệu chứng ban đêm bao gồm là người bệnh cảm thấy khó khởi phát hoặc là duy trì giấc ngủ, thức giấc sớm vào buổi sáng. Các triệu chứng ban ngày bao gồm người bệnh cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, kém tập trung, suy giảm nhận thức, suy giảm trí nhớ. Các cái vấn đề về giấc ngủ này xảy ra ngay cả khi người bệnh có đủ cơ hội và điều kiện để ngủ. Giấc ngủ là một cái thời gian quý giá giúp cơ thể chúng ta hồi phục sau một ngày làm việc mệt mỏi. Người lớn trung bình thì cần ngủ khoảng 7-9 tiếng mỗi đêm. Nếu như thời gian ngủ ít hơn con số này thì có nghĩa là thiếu ngủ. Về mất ngủ lâu dài thì có thể ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống cũng như làm tăng nguy cơ mắc các cái bệnh lý như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp, thừa cân, béo phì, trầm cảm hoặc là sa sút trí tuệ. Các cái triệu chứng về mất ngủ cũng khá là đa dạng và có thể phân thành các nhóm triệu chứng ban ngày và triệu chứng ban đêm. Triệu chứng ban đêm biểu hiện là người bệnh cảm thấy trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ, thường phải nằm một hồi lâu mới ngủ được. Ngủ thì không sâu giấc, thường hay thức giấc giữa đêm hoặc có thể là không có thể quay trở về giấc ngủ được, thức dậy quá sớm vào buổi sáng. Các triệu chứng ban ngày đó là người bệnh cảm thấy lúc nào cũng đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ hay ngủ gục, suy giảm sự tập trung chú ý hay cáu gắt, công việc thì dễ sai sót, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống cũng giống như là chất lượng công việc. Ở trẻ nhỏ các cái triệu chứng nó có thể là kín đáo hơn, vì trẻ vẫn chưa có thể nói lên cái vấn đề về giấc ngủ của mình, cho nên trẻ thường có biểu hiện là cảm thấy là cáu gắt, bỏ ăn, bỏ bú, bứt rứt. Có 3 nhóm nguyên nhân chính có thể dẫn tới tình trạng mất ngủ. Thứ nhất đó là các yếu tố nguy cơ, có thể là cái đặc điểm về di truyền, giới tính và tuổi. Thì nữ giới hoặc là người cao tuổi thì thường có nguy cơ bị mất ngủ nhiều hơn. Thứ hai đó là các yếu tố thúc đẩy, bao gồm các sự kiện về stress, căng thẳng, những cái sang chấn xảy ra trong cuộc sống, những người làm việc theo ca kíp, các cái tình trạng bệnh lý nội ngoại khoa hoặc là các cái rối loạn tâm thần, ví dụ như là lo âu, trầm cảm cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ. Một số loại thuốc đang sử dụng hoặc là tình trạng nghiện chất cũng có thể gây nên tình trạng mất ngủ. Đặc biệt ở trẻ em và trẻ vị thành niên thì cái tình trạng cái lịch trình học tập và làm việc quá dày đặc cùng với sự can thiệp của công nghệ và việc phải tới trường sớm vào buổi sáng cũng có thể gây nên tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Và cái yếu tố nguy cơ thứ ba đó là yếu tố duy trì. Thì yếu tố duy trì đó là những cái hành vi hoặc là những cái suy nghĩ mà chúng ta hình thành nên một cách sai lệch để mà đối phó với tình trạng mất ngủ hoặc là những cái stress căng thẳng trong cuộc sống. Để chẩn đoán mất ngủ thì đầu tiên thì bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng, hỏi về bệnh sử, các cái vấn đề của giấc ngủ. Bác sĩ có thể dùng một số cái thang điểm để đánh giá chất lượng giấc ngủ, ví dụ như là thang điểm đánh giá chất lượng giấc ngủ hoặc là thang điểm đánh giá độ trầm trọng của mất ngủ. Bác sĩ có thể yêu cầu mình thiết lập một cái nhật ký giấc ngủ, tức là một cái cuốn sổ tay ghi lại rõ những cái lịch trình đi ngủ. Mình đi ngủ vào lúc mấy giờ, thức giấc lúc mấy giờ. Nếu có thức dậy giữa đêm thì thức dậy mấy lần và khoảng mấy giờ. Mình có sử dụng thuốc hoặc là các cái chất kích thích, ví dụ như là trà, cà phê, thuốc lá hay không. Và trong một số trường hợp, nếu như nghi ngờ có các cái rối loạn giấc ngủ hoặc là những cái bệnh lý động mạch đi kèm thì bác sĩ có thể yêu cầu đo đa ký giấc ngủ là một cái phương pháp giúp chẩn đoán các cái rối loạn giấc ngủ thường gặp. Thì các cái triệu chứng mất ngủ nếu như mà nó kéo dài, nó với tần suất là trên 3 lần một tuần hoặc là kéo dài trên 3 tháng hoặc là bất cứ thời điểm nào mà nó gây ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng công việc thì người bệnh cũng nên đi khám để có sự tư vấn và điều trị hợp lý.
Các cái phương pháp điều trị mất ngủ hiện nay thì hiện tại được chia làm hai nhóm, đó là điều trị dùng thuốc và điều trị không dùng thuốc. Điều trị không dùng thuốc thì có thể là các cái biện pháp về điều chỉnh những các hành vi, các cái phương pháp thư giãn, thiền, yoga. Tại Bệnh viện Tâm Anh hiện nay thì có một cái phương pháp sử dụng không dùng thuốc, đó là sử dụng kích thích từ trường xuyên sọ, đó là sử dụng sóng từ trường kích thích lên một số vùng của não bộ và có một cái lộ trình điều trị nhất định để giúp cải thiện tình trạng mất ngủ. Thứ hai là điều trị dùng thuốc thì thuốc có thể là các cái dạng thực phẩm chức năng, ví dụ như là melatonin, có thể là các cái thảo dược, ví dụ như là chiết xuất từ cây lạc tiên hoặc là mimosa. Trong một số trường hợp thì người bệnh phải sử dụng các cái thuốc đặc trị, ví dụ như là thuốc an thần chống trầm cảm, lo âu. Khi mà sử dụng các thuốc này thì người bệnh nên đi khám để được bác sĩ tư vấn điều trị cũng như có cái sự theo dõi thích hợp. Để mà phòng ngừa mất ngủ thì chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp vệ sinh giấc ngủ, ví dụ như là thiết lập một cái giờ đi ngủ cố định và thức giấc cố định vào buổi sáng, hạn chế sử dụng các cái loại chất kích thích, rượu, trà, cà phê, thuốc lá, hạn chế ngủ ngày quá nhiều. Thực ra thức giấc ngủ buổi trưa chỉ nên khoảng 20 phút là vừa đủ. Tập thể dục thường xuyên mỗi ngày, tuy nhiên là hạn chế tập thể dục với cường độ cao vào khoảng 2-3 tiếng trước khi đi ngủ. Môi trường ngủ thì nên thoải mái, thoáng mát và với ánh sáng dịu nhẹ, hạn chế sử dụng điện thoại hoặc là máy tính bảng vào buổi tối. Người bệnh mất ngủ nên ăn đa dạng tất cả các loại thực phẩm, bao gồm các cái nhóm tinh bột, đạm, đường, chất xơ, uống đủ nước. Có một số nhóm thực phẩm tốt cho trí não mà người bệnh có thể sử dụng, ví dụ như là các cái loại hạt, ví dụ như là hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, hoặc là các cái loại rau, hoặc là một số các loại thảo dược, ví dụ như là chiết xuất từ cây lạc tiên cũng rất là tốt cho não bộ và giấc ngủ. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi có thể phần nào giải đáp được những cái thắc mắc cũng như là những cái trăn trở của quý khán giả về tình trạng sức khỏe cũng như tình trạng mất ngủ của mình. Và nếu như mà quý vị khán giả có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì, có thể để lại bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ xem xét và trả lời trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.